Rồi cho Nguyễn Toàn gửi lời chào đến tất cả các anh em đã trở lại clip tiếp theo của kênh mình ha. Thì hôm nay thì mình nội dung mình làm một cái video ngắn anh em. Mình cũng xin phép giới thiệu cho anh em một cái nhịp đồng thao có diện tích, xin lỗi anh em, có chiều dài là đường kính là 7 tấc 2 anh em. Cốt là 1 tấc ha. Cốt mình anh em, cốt từ đây lên là 1 tấc. Còn bán kính là đường kính là 7 tấc 2 anh em. Chân vịt này kêu 72, cốt 1 tấc. Này là đồng thao anh em. Thì cái chân vịt này là chân vịt nghịch nha anh em. Mình chạy ngược qua hộp số á, thì để cho anh em sử dụng những cái máy 6 ha. 6 máy, số 2 tua rưỡi, 3 tua hoặc là 3 tua rưỡi tùy theo máy ha. Thì theo máy anh em mình sắp số. Thì cái chân vịt này mới hoàn thành anh em, thì cái này thì những khách quen của bên Toàn đặt ha. Thì hôm nay lâu dữ mình không có làm cái video nào về nhông trái đồng thao cho anh em ha. Thì hôm nay sẵn dịp có khách đặt thì mình vừa làm xong thì mình quay lên cho anh em xem. Anh em nào có nhu cầu xài thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mình ha. Này thì nó khá nặng anh em. Nó khoảng cỡ 14 15 kg anh em. Đó. Này thì dày dặn cho anh em ha. Bao công cho anh em. Dày dặn cứng cáp nha anh em. Này hàng này bên mình là hàng đặc biệt, đồng thao đặc biệt nha anh em. Là hàng dày á. Thì mình làm một cái video ngắn như gì về một cái dân dịch 7 tấc 2 ha. Còn nếu anh em nào có sử dụng từ 7 tấc 8, 80 hoặc là 68 đổ lại 64, 66, 50 đầu 50 mấy rồi ha. 4 mấy, 3 mấy là bên mình đều có hết nha anh em. Từ inox với đồng thau là có hết. Từ inox đến đồng thau đều có hết. Thì mình quay nó hơi bị lắc anh em thông cảm ha, tại vì nó nặng quá mình khó cầm. Bảy tấc hai nha anh em, thì nó nặng khoảng cỡ 14 kg anh em, 14 15 kg. Này thì mình kêu cái mẫu này là mẫu tai thỏ anh em, cánh bầu tai thỏ ha. Thì nó chặt nước là chặt chiều này anh em đó, lấy nước là lấy chiều này. Thì từ những cái mẫu inox là bên mình đều có đầy đủ anh em. Thì mình chỉ quay một cái riêng về một cái đồng thau cho anh em, có anh em nào có nhu cầu xài thì dễ đặt hàng ha. Đây. Rất là lớn anh em. Rồi, thì video mình quay chia sẻ một cái chiến dịch gì cho anh em ha. Anh em nào thấy hay thì nhớ nhấn vào chuông đăng ký kênh mình ha. Thì ngày mình sẽ cập những cái video mới về chân vịt hoặc là test vỏ máy cho anh em xem tham khảo ha. Rồi mình chào tạm biệt anh em nha.